Đây rồi, Giang Long lại công vào và xẻ lại dàn dứ. Một tên thì hơi lỗi của game thủ chim sẻ trên vận hai cung R. Bây giờ mà chờ đầu máu thì tuyệt vời, nhưng Giang Long đang không muốn cho cơ hội đó. Giang Long đang dồn lên ở cả hai phía. Sẽ tự tin cắm cờ cho một đạo nông dân đi, chứ các bạn là một đạo quân đi. Chim sẻ tự tin rằng sẽ đỡ được tên này, vì vậy đã cắm ship cho 4 cung R lên cùng với một cung R trên 12 giờ. Khả năng điều R của sẻ và Long đang không thể nhìn thấy được. Bây giờ chỉ cần biết là ai là người thắng thì biết ai là người điều R hay hơn thôi. Giang Long chủ động đây cho game thủ chim sẻ. Sẻ phải cẩn thận trong tên này. Một tuần cung R nó sinh ra không? Vâng, đã là 80 máu dành cho game thủ chim sẻ. Còn Long thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Long tạm thời rút lui, tăng thêm ruộng dành cho game thủ chim sẻ. Đây rồi, gỗ đầu rất gần và toàn là gỗ 75, quả đầu thấy luôn. Dành cho game thủ chim sẻ. Những pha nhốt dần tới từ thần đồng AOE Việt Nam, chim sẻ đi nắng. Như vậy phải hy sinh một cây gỗ, không sao cả. Hy sinh một cây gỗ 75. Nền đất nửa sa mạc nửa đồng bằng, chim sẻ đang cực kỳ tự tin. Bây giờ đến cái tầm này rồi là phải thừa thắng xông lên. Có một voi vẫy tài, hy vọng cạnh con voi này trong chấm đen là một con voi nữa. Vâng, tầm này là tầm thừa, vâng, thừa thắng xông lên rồi, không còn sợ gì hết. Vâng, bây giờ mình thắng bằng tinh thần. Rừng già, rừng dừa và rừng thông. Trận này thì có lẽ sẽ là một trận đánh lâu dài. Hy vọng đây sẽ là một trận đánh lâu dài. Bầy hiêu, được rồi, tí xử lý sau. Đâu nó sẽ có đó hết. Vâng, thịt chó thì nó cũng kín rồi. Kín, dành cho chim sẻ. Bây giờ là chúng ta đang chờ đợi voi và bãi quả phụ tới từ game thủ chim sẻ. Thêm một con voi nữa. Không, đây là có bầy hiêu. Một bài chúng ta đang chờ đợi và chim sẻ ép đời. Ép đầu. Vâng, có lẽ Long đang tiếp tục toát mồ hôi hột sau buổi chiều ngày hôm nay. Thì đến hai trận thi đấu của buổi tối ngày hôm nay, trận đầu thì đều quá mãn nhãn. Trận 2 thì là một trận siêu kinh điển. Vâng, trận đó có lẽ không có người thứ hai có thể đánh thắng được. Nếu như ai mà là người xem hai máy thì đúng là chỉ có những người mà vâng, người ta gọi là lạc quan đến mức không tưởng tượng nổi thì mới có thể nghĩ ra được rằng chim sẻ thắng được cái map vừa rồi. Một cái map mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là không có cửa thắng dành cho sẻ, nhưng sẻ lại thắng. Tơn đi dò siêu kinh điển tới từ game thủ chim sẻ. Tơn đi dò xuống góc 6 giờ rồi lại dò 3 giờ và sau đó phát hiện ra nhà xe Long trên 12 giờ. Đi tới cung đầu đúng hướng. Làm sao mà có thể đi những cái tơn dò kinh điển đến như vậy? Quá kinh điển. Như vậy đây là bài không quả phụ. Bây giờ có đi dò thêm thì thành là bài không quả phụ thôi. Đá hai bầy hiêu thành một dành cho game thủ chim sẻ.
đưa thành bầy hiêu đôi và đang câu một con voi xa về. Game thủ có quá nhiều tay. Ở trận thi đấu đầu tiên chúng ta mới có thể thấy rằng chim sẻ vừa sóc dân vừa xây nhà, vừa làm rất nhiều thứ, còn Seng Long thì không có đủ tay để làm như vậy. Đó là sự khác biệt của chim sẻ và Seng Long. Rất may mắn không chết dần. Vâng, thoát tìm. Có lẽ sẽ phải lùa thêm một vài con hiêu nữa về đây. Đây sẽ là một chiếc hết ăn bầy hiêu đôi dành cho game thủ chim sẻ. Cắt dần ra để ăn thêm một bầy hiêu nữa ở phía dưới. Ăn hiêu thôi em. Một bài bằng cánh rừng quá mỏng dành cho game thủ chim sẻ. Đây có lẽ sẽ là một điểm yếu của chim sẻ. Cánh rừng quá mỏng. Rất tỉ mỉ. Đúng là Mark Bình. Chiếc bé thứ 3. Vừa rồi là chiếc bé thứ 2, còn bây giờ là chiếc bé thứ 3. Kích đời 7 phút 24 dành cho sẻ và sẽ đá thêm hiêu về với chiếc bé ăn hiêu chay ở phía trên. Tắt đi bật lại. Ép gỗ ở thời điểm này dành cho sẻ, bỏ luôn cái thịt hiêu. BA và đây là BM. Như vậy là 8-9-53 dành cho chim sẻ. Một trận thi đấu mà cánh rừng này đó là cái tai họa. Vâng, cánh rừng sao mà nó tù tội thế à rời. Kích chặt gỗ. Bây giờ bắt đầu xóa ruộng một lượng gỗ cực kỳ đầy huề dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, ăn đừng cứ để hở em ơi. Đừng bao giờ để hở cánh rừng đó. Nó sẽ là điểm yếu tử huyệt. Xóa ruộng. Phải én thêm một con hiêu nữa về cho nó khỏe hẳn. Xây nhà E đi em ơi. Nhà E, nhà E. Kích bánh xe. Lên đời bằng khít nhau dành cho sẻ và Seng Long. Cánh rừng nó hay, ban đầu thì tưởng là mắc bình, nhưng bây giờ nó lại tự nhiên nó quá mỏng. Bịp thế à rời. Bài này nhiều khả năng là bài 4A thôi. 4A dành cho sẻ. Rất nhiều gỗ. Bỏ luôn và ăn gỗ thụt. Sẻ đang có lối bò nhà tương đối dị. Ngay cả nâu 1 cũng đang ngồi cạnh và đang chóng mặt không hiểu tại sao không bò ở chỗ BB. Đây là quả phụ.
Pha đi tơn đầu. Pha đi tơn đầu. Vâng, xẻ bò rất dị. Chưa gặp Sang Long. Xe vẫn đang để hai dân ở đó để dường như sẽ muốn tăng 5A sớm. Hai tơn 4A rồi. Đây rồi. Không được, cũng là 4A chẳng. Hay Sang Long đã cho một con cung đờ đi dò đường. Vâng, Sang Long bắn rất ghê. Chặt thế à rời. Tham Lai đang là 48 trên 52. Trận này sẽ là một trận dài hơi. Anh em cứ chuẩn bị đi. Đúng là một cung đờ đi dò đường tới từ game thủ Sang Long. Sang Long đánh 5A chăng? Không hề một ạ. Và như vậy dường như đó là tơn đầu của game thủ Sang Long. Đây là dãy nhà BE của game thủ Sang Long. Chặt cô hai sớm. Sẽ đang đánh cực kỳ tự tin trước Thần Long. Không được. Vâng, như vậy là kỹ thuật viên G Zidane đã nhập vào Sang Long hợp lý trong hai trận thi đấu đầu tiên. Và tỷ số này đang là 2-0 dành cho chim sẻ. Một cung đờ được đẩy ra đường dành cho sẻ. Một trận thi đấu mà sẻ quyết định là sẽ chơi đua tay to phát triển với Thần Long. Bốn mươi một dân của chim sẻ và 39 dân của Sang Long. Ôi kìa, không kịp. Vâng, cái bóng của game thủ Sang Long vừa đập xong nhưng chim sẻ không kịp bắn. Cái mũi tên nó hơi chậm so với quy định. Nghiệt. Và đây là tơn đi quân ảo tới từ Long. 1-0 dành cho Long. 2-0, 3-0 dành cho Long. Vâng, tôi không đếm được nữa rồi. Một tơn ộp vào của game thủ Sang Long. Nhưng chim sẻ gần nhà BA hơn. Và hãy nhớ rằng sẽ có quân tiếp viện sớm hơn so với game thủ Sang Long. Và Sang Long rút lui. Tơn này chỉ là tơn vâng giao hữu thôi. Tơn này là tơn gặp mặt giao hữu nhau tí cho gọi là có. Vậy em ơi. Vâng, tơn vậy em tốt tới từ game thủ chim sẻ. Hơi loạn dân một tí thôi nhưng có lẽ chả chết con dân nào cả. Cùng lắm là một dân. Đúng là chết một dân. Sẻ đang sóc cung không đều lắm. Tiếp tục là pha ốp vào tới từ game Sang Long. Sang Long đang muốn dứt điểm luôn chứ không muốn dây dưa với game thủ chim sẻ, khi mà thấy rằng lượng dân của chim sẻ đang là đông hơn so với game thủ Sang Long. Nhưng bây giờ sẻ là 6 nhà BA rồi. Nếu có thêm được vâng những tơn sóc đều nữa thì hoàn toàn sẻ có thể thủ được. Không có đường vào nhà chim sẻ nữa rồi. Đây sẽ là một trận thi đấu mà sẻ đã có chặt câu 2. Vâng, không thể ra được, vực kín rồi. Vực kín rồi. BC và chuẩn bị có đầu máu dành cho game thủ chim sẻ. Tăng ruộng đi em. 48 dân của game thủ chim sẻ và 45 dân của game thủ Sang Long. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đây là một trận thi đấu đua. Và với những trận đua như thế này thì chim sẻ sẽ phải thể hiện được khả năng của mình. Lớp E thứ hai chăng? Nhà chính đều có thể sóc dân. Liệu lớp E thứ hai không? Vâng, anh dài cả núi E luôn. Chiếc BA thứ 7 chăng? Chiếc BA thứ 7. Đây rồi, Sang Long lại công vào. Và sẻ lại dền dứ. Một tơn đi hơi lỗi của game thủ chim sẻ. Trên vận 2 cùng R. Bây giờ mà chờ đầu máu thì tuyệt vời. Nhưng Sang Long đang không muốn cho cơ hội đó. Sang Long đang dồn lên ở cả hai phía. Sẽ tự tin cắm cờ cho một đạo nông dân đi. Chứ các bạn là một đạo quân đi. Chim sẻ tự tin rằng sẽ đỡ được tuần này. Vì vậy đã cắm ship cho 4 cung R. Lên cùng với một cung R trên 12 giờ. Khả năng điều R của sẻ và Long đang không thể nhìn thấy được. Bây giờ chỉ cần biết là ai là người thắng thì biết ai là người điều R hay hơn thôi. Sang Long chủ động nature game thủ chim sẻ. Sẻ phải cẩn thận trong tuần này. Một tuần cung đờ nó sinh ra không? Vâng, đã là 80 máu dành cho game thủ chim sẻ. Còn Long thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Long tạm thời rút lui. Tăng thêm ruộng dành cho game thủ chim sẻ. Tham Lai 73 dành cho game thủ chim sẻ. Tiếp tục sẽ là tăng A chẳng?
nhiều khả năng tiếp tục sẽ là tăng à. 55 dân và 52 dân, khoảng cách vẫn là 3 dân. Xe Long ở dưới dốc, định trèo dốc. Vậy hay không? Một vài con dân được đẩy ra để khiến cho Xe Long mất tập trung khi điều đỏ. Đây là vài điều đỏ hay tới từ cả hai game thủ. Chim sẻ đang chờ đợi một tân quân mới sinh ra. Và nó đã sinh ra rồi. Xe Long liệu tân quân bổ sung không? Vẫn là mang cả dân ra để mà chơi. Trong tình huống này, Sẻ chưa có tay để sử dụng tơn trên 12 giờ. Vẫn đang điều đỏ quá ghê ở khu vực này. Chốt luôn E để cho Xe Long không thể trèo lên được. Sẻ chủ động nâng cấp đào vàng. Và vẫn đang là để Nature đối với game thủ Xe Long. Chim sẻ cần phải điều đỏ tốt trong những tơn như thế này. Cung R là 80 máu rồi, còn Long thì tôi chưa nhìn rõ. Chưa thấy chim sẻ chỉ vào những con cung R của game thủ Xe Long. Bây giờ Long đang đông hơn ở phía khu vực nhà BA của game thủ chim sẻ. Nhưng sẻ cần phải sóc quân đều trong 7 nhà BA của mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Sẻ vẫn đang sóc dân cực kỳ ghê ở những nhà chính được xây ra dưới góc 6 giờ. 12 giờ liệu có đi được cái gì không? Chim sẻ vẫn chưa có tay để điều đạo quân trên 12 giờ. Vẫn chưa thể ôm được dành cho Xe Long. Xe Long lại lao vào. Một tơn vẩy của game thủ chim sẻ. Long đã bỏ nơi chờ rồi. Tham lai 89 trên 124 dành cho game thủ chim sẻ. Sẻ đập nhà BL để ăn vàng. Bo nhà thì cũng đã thấy cực dị dành cho sẻ rồi. Một tơn đứng bắn xuyên rừng. Một thế nhà rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Không để ý quân trên 12 giờ. Sẻ quyết định đánh đầy 4 trận này. Một tơn mới vừa được sinh ra. Vâng, có dốc dành cho sẻ. Long không dám manh động. Vẫn đang là sóc dân quá khủng khiếp dành cho game thủ chim sẻ. Nhưng đây là một tơn lỗi. Long đứng quân là rất hay. Có lẽ lúc này Long cũng đã có chặt gô với các bạn là đầu máu rồi. Bây giờ mới để ý trên tơn quân của 12 giờ. Hai cung R thôi đứng bắn xuyên rừng. Cũng sẽ cực kỳ thốn. Tham lai 103 tới từ sẻ. Nhưng dân của sẻ có lẽ là nhiều hơn dân của Long cực kỳ nhiều. Một tơn dị. Một tơn dị tới từ Long. Một tơn ốp cả. Và chơi luôn cả ở phía trong nhà. Một tơn Long đang công vào. Sẻ có đỡ tơn này không? Đó mới là vấn đề. Sẻ đang kéo ra nhà BA để mà đỡ. Đang đập ca dành cho sẻ rồi. Sẻ vẫn đang cố gắng để có thể thủ nhà. Chim sẻ đang cực kỳ bản lĩnh tại đất Trung Quốc. Nhưng pha vẩy E tới từ game thủ chim sẻ. Vẫn đang hay tới từ sẻ. Tham lai là 94 trên 136 dành cho game thủ chim sẻ. Bây giờ thủ nhà xong là kích 4. Chỉ cần thủ nhà xong là kích 4. Vậy thôi. Quá nhiều tay dành cho game thủ chim sẻ đi nắng trong trận thi đấu này. Tham lai vẫn đang là 95 trên 136. Tiếp tục ăn vàng dành cho chim sẻ. Một tơn tiếp tục là điều đỏ. Lên đời xong chim sẻ sẽ đánh cả. Xin lỗi bạn là sẽ đánh hot, chứ không phải là đánh đạp đôi. Hot có lẽ là đủ trong thế trận này. Sẻ đang đánh quá tự tin trước một Xe Long. Cảm giác sẻ đang đánh với tâm lý cửa trên toàn bộ. Vâng, đúng là tâm lý cửa trên hoàn toàn dành cho game thủ chim sẻ.
cửa trên kinh khủng khiếp luôn. 78 dân và 78 dân. Thế nhưng chim sẻ đã ăn tới 3 bãi vàng rồi, còn Seng Long thì dường như chưa ăn vàng. Chưa ăn vàng nhiều, chỉ ăn đủ để có thể lên đầu máu thôi. Bây giờ là tân ấp lên 4 xong dành cho chim sẻ. Cửa gì dành cho Seng Long bây giờ? Có lẽ là không còn cơ hội dành cho Long nữa rồi. Nếu như mà là 3-0 thì Long tím luôn, tím hẳn luôn. Vâng, bây giờ thì chỉ có Tiểu Thủy Ngư vào giật chuột của chim sẻ. Vâng, giấu đi thôi thì mới có cửa thua dành cho game thủ chim sẻ trong trận thi đấu này. Vâng, giật tay của chim sẻ vứt ra khỏi cái bàn phím đi. Long đứt rồi, chắc chắn là đứt rồi. Vậy ấy. Vâng, vậy luôn từ thời điểm này. Vâng, Seng Long gõ một. Tỷ số là 3-0 dành cho game thủ chim sẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.